Gia đình nữ giám thị bị giết bất ngờ xin tha chết cho bị cáo. Sau phần tranh luận của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa cho bị cáo, đại diện người nhà nạn nhân hỏi xoáy bị cáo. Ông Phạm Quốc Triệu, đại diện người nhà nạn nhân hỏi bị cáo Tiến, anh có biết chết là gì không? Bị cáo Tiến, dạ, chết là không còn nữa. Em biết mình đã gây tội lớn với gia đình, em xin được sống để bù đắp lỗi lầm của mình. Trước những lời nói ăn năn của bị cáo, đại diện người nhà nạn nhân xin hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo Tiến. Ông Triệu nói tại phiên tòa, chúng tôi không muốn nỗi đau của gia đình đang gánh chịu lại phải trút lên cha mẹ già của bị cáo. Nếu thực sự bị cáo đã ăn năn, chúng tôi mong muốn hội đồng xét xử cho bị cáo được sống. Bên cạnh đó, đại diện gia đình bị hại cũng hủy mọi yêu cầu đòi bồi thường của bị cáo và gia đình bị cáo.